Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe với chủ đề tủ thuốc. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Hyoscine là thuốc gì, liều dùng, công dụng và chống chỉ định của Hyoscine. Nếu như bạn quan tâm thì Trang có 5 phần chính muốn chia sẻ đến bạn và hy vọng với những kiến thức ngày hôm nay sẽ giúp ích cho bạn hiểu hơn về một loại thuốc nữa, đó chính là Hyoscine. Phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Hyoscine là thuốc gì. Thì các bạn thân mến, Hyoscine là thuốc có tác dụng giãn cơ và làm giảm đi các triệu chứng co thắt thuộc nhóm kháng cholinergic các bạn nhé. Thì cơ chế của Hyoscine như sau. Hyoscine là một chất có tác dụng đối kháng với thụ thể muscarin, có tác dụng ức chế hoạt động của các tế bào thần kinh cholinergic cũng như là hệ thống thần kinh trung ương và ngoại vi. Thì Hyoscine được hoạt động bằng cách ức chế thụ thể muscarin M1, M2 và M3, làm giảm kích thích của thần kinh cholinergic, giảm hoạt động của cơ trơn, giãn cơ trơn và giảm bài tiết chất nhầy. Vì vậy, Hyoscine được sử dụng trong điều trị các triệu chứng co thắt hoặc là co thắt cơ trơn trong đường tiêu hóa, co thắt ở bàng quang và những cái triệu chứng xây tàu xe, chóng mặt. Thì ngoài ra, Hyoscine còn được sử dụng để làm giảm đi các triệu chứng của bệnh lý Parkinson. Tuy nhiên, thì thuốc này không phải là một cái liệu pháp hoàn chỉnh cho những cái bệnh nhân này. Và nếu như chúng ta muốn sử dụng thuốc an toàn và hợp lý nhất thì lúc nào Trang cũng khuyên mọi người là phải có chỉ định của bác sĩ bạn nhé. Và bây giờ chúng ta bước sang phần thứ hai. Công dụng của Hyoscine là gì? Thì Hyoscine là thuốc làm giảm co thắt ở đường tiêu hóa. Thì nó sẽ điều trị các bệnh lý về rối loạn chuyển hóa ở đường tiêu hóa như là buồn nôn liên quan đến sự chuyển động, chẳng hạn như là xây tàu xe, xây máy bay, xây tàu hỏa vân vân. Giảm triệu chứng trong những cái trường hợp về đường tiết niệu như là tiểu tiện khó khăn và tăng tiểu. Điều trị các bệnh lý liên quan về đường tiêu hóa, đường mật và đường tiểu tiện các bạn nhé. Thì đó là công dụng của Hyoscine. Thứ ba, liều dùng và cách dùng Hyoscine như thế nào? Liều dùng thông thường của Hyoscine là 10 đến 20 mg mỗi ngày và mỗi ngày bạn uống từ 2 đến 3 lần. Thì thông thường Hyoscine được sử dụng trước khi ăn để làm giảm đau và giảm co thắt ở đường tiêu hóa. Hoặc là bạn uống trước khi đi du lịch để giảm đi các triệu chứng chuyển động dẫn đến xây tàu xe. Thì tuy nhiên liều dùng cụ thể sẽ tùy trường hợp mà bác sĩ sẽ là người chỉ định cho bạn một cách cụ thể nhất để an toàn và hợp lý nhất cho sức khỏe của bạn, để tránh những cái tác dụng phụ không mong muốn xảy ra các bạn nhé. Cho nên là chúng ta phải dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn và theo đúng chỉ định nữa các bạn nhé. Phần thứ tư, chỉ định và chống chỉ định của Hyoscine là gì? Thì Hyoscine được chỉ định trong những các trường hợp điều trị các bệnh lý liên quan về đường tiêu hóa như là đường mật, như là tiểu tiện nè, cũng như là các triệu chứng chuyển động như là xây tàu xe, xây máy bay vân vân, thì nó sẽ được chỉ định trong những trường hợp này. Chống chỉ định. Hyoscine không sử dụng cho những cái trường hợp quá bận với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Bệnh nhân bị u do nguyên bào thận, rối loạn nhịp tim, đau ngực hoặc những cái bệnh nhân đang sử dụng thuốc kháng cholinergic khác thì chúng ta sẽ không dùng các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần cuối cùng, phần thứ 5. Những lưu ý khi sử dụng Hyoscine là gì? Thì sau đây là những lưu ý khi bạn dùng Hyoscine bao gồm: Không nên sử dụng Hyoscine cho những người bị dị ứng quá bận với bất kỳ thành phần nào của thuốc, hoặc là những cái thuốc cùng nhóm alkaloid tropen thì chúng ta sẽ không dùng cùng bạn nhé. Tránh sử dụng Hyoscine trong các trường hợp sau đây: tắc nghẽn đường tiêu hóa, tăng áp lực ở mắt, rối loạn tiếng tiền liệt, tăng tần suất ở tim và đang sử dụng thuốc kháng cholinesterase thì chúng ta không dùng cùng. Thì trong quá trình sử dụng thuốc, nếu như bạn gặp bất kỳ các dấu hiệu nào như khó thở, phát ban, mề đay, sưng môi mặt hoặc là bạn bị tụt huyết áp thì hãy ngừng thuốc và tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị của các bạn bạn nhé. Hyoscine có thể gây buồn ngủ, vì cho nên nó làm giảm mất đi sự tập trung của những người làm công việc cần sự tỉnh táo, như là vận hành máy móc, lái tàu xe hoặc là những người làm công việc cần sự tập trung và tỉnh táo như là kế toán vân vân các bạn nhé. Thì các bạn tránh sử dụng cho những trường hợp này nếu như chúng ta đang làm việc. Nếu bạn đang sử dụng những loại thuốc khác thì phải thông báo cho bác sĩ biết để tránh những cái tương tác xảy ra. Hyoscine không nên sử dụng cho phụ nữ đang mang thai hoặc phụ nữ cho con bú. Thì các bạn cần lưu ý những vấn đề này. Thì đó là những cái kiến thức mà Trang muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn để hiểu rõ hơn về Hyoscine, một loại thuốc nữa để chúng ta đưa vào tủ thuốc của mình để có được một cái kiến thức cho mình một cách cụ thể nhất. Và bạn muốn tìm hiểu thêm bất kỳ các loại thuốc nào thì có thể để lại comment bên dưới, thì Trang sẽ làm video chia sẻ sớm nhất đối với bạn nhé. Và nếu như bạn thấy những kiến thức chia sẻ ngày hôm nay thật sự có ích đối với mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nghĩa là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyễn thị thùy trang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.